nếu Samsung năm nay vẫn trang bị chip Exynos 2200 thì chắc chắn là anti fan của Samsung cũng như là kể cả fan của Samsung đi, người ta sẽ không thể chịu nổi nữa, nên là bắt buộc năm nay Samsung phải trang bị chip Snapdragon, và như thế là mình thấy là hợp lý. Mua laptop cũ giá rẻ bảo hành trọn đời đến ngay tinfastlaptop.com, mua qua kênh Dương Dê giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video trên tay điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ trên tay một cái chiếc điện thoại không hot bằng S22 Ultra nhưng mà cũng được nhiều bạn quan tâm tới, đó là S22 Plus. Đấy, S22 Plus thì nó sẽ có những điểm gì đặc biệt? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là về form thiết kế của nó, các bạn có thể nhìn thấy là cái S22 Plus này, cái form thiết kế của nó mang hơi hướng của cái S21+, đúng không ạ? Đây, cái phần cụm camera nó gắn liền với cả cái phần khung viền như này, đấy khiến chúng ta liên tưởng tới S21+. Thế tuy nhiên là nó sẽ có một số những cái điểm mà nó khác đấy. Thứ nhất đó là khung viền của nó, thì mình cảm thấy là nó vuông hơn. Đấy, tổng thể thì nhìn nó sẽ vuông hơn như này. Và cái thứ hai nữa đó là cái mặt lưng của nó thì nó rất là phẳng luôn. Đấy, chứ nó không bo góc giống như là mặt lưng của S21+. Nên là về cơ bản thì cái S22+ này mình thấy là nó có phần nam tính hơn một chút so với cả cái S21+. Rồi tiếp tục nữa là về phần chất liệu thì nó cũng sẽ được thay đổi nhé các bạn nhé. Chất liệu thì cả mặt kính ở phía sau này cũng như là cái phần kính ở phần màn hình thì nó đều là kính cường lực Victus cộng, nghĩa là về chất liệu là nó đã ngon hơn cái đã, đúng không ạ? Và cái sản phẩm này thì nó bé hơn một chút xíu so với cả S21+. Khối lượng của nó nhẹ hơn khoảng 5g, nó tổng khoảng 195g so với 2 lạng này. Độ mỏng của nó sẽ rơi khoảng 7,6mm thay vì 7,8mm. Và cái kích thước màn hình của nó thì cũng thu bé lại một chút xíu, đó là kích thước màn hình 6,6 inch thay vì 6,7 inch. Và đó là những điểm khác biệt một chút về mặt thiết kế của cái sản S22+ so với cả S21+. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp nào. Cái cảm giác cầm nắm của mình ở trên sản này thì mình cảm thấy nó hơi cấn tay một tí so với thế hệ cũ. Còn tổng quan về form thiết kế thì mình đánh giá là nó không có sự khác biệt mấy đâu. Đấy, còn cũng có nhiều bạn cảm thấy rằng là đây là một cái niềm vui, đặc biệt là đối với cả những bạn nào mà đang sử dụng Galaxy S21+, bởi vì là chúng ta sẽ không bị lỗi thời về mặt thiết kế, đúng không ạ? Thì cũng đúng thôi, bởi vì là ngày xưa khi chúng ta mua những cái điện thoại Samsung ấy, chúng ta cứ phải lăn tăn là bây giờ mua điện thoại Samsung thì nó nhanh lỗi thời lắm, năm nay mua năm sau nó đã thay đổi thiết kế rồi, tự nhiên cái điện thoại chúng ta nó trở thành điện thoại cũ về mặt lỗi thời, về mặt thiết kế, đúng không ạ? Thì đối với cả Samsung năm nay họ làm như này thì có thể là người dùng cũ người ta cảm thấy hài lòng hơn. Thì cũng giống như việc là Apple họ làm thôi, các bạn biết rồi đấy, cái camera đặt vuông ở phía sau, xong rồi là cái phần tai thỏ đấy, nó duy trì tai thỏ thì duy trì suốt từ đời iPhone 10, còn cái phần cụm camera hình vuông thì duy trì suốt từ iPhone 11 Pro Max đến tận bây giờ iPhone 3 Pro Max, vẫn thế, 3 đời rồi vẫn như vậy, cái form thiết kế vẫn không thay đổi mấy. Nên là tự nhiên những người dùng người ta cảm thấy là cái thiết bị của chúng ta nó không bị lỗi thời. Đấy, thì đối với cả cái S22+ này có thể là Samsung họ sẽ đi theo xu hướng như vậy. Chúng ta phải hiểu là năm nay cái S22 Ultra ấy, là mình thấy là nó hướng tới cái dòng Note nhiều hơn, nghĩa là nó là một sản phẩm thay thế cho dòng Note, nó mới là chính xác. Còn cái dòng S thực sự năm nay, cái dòng S mà không có bút năm nay thì con S22+ này mới là cái con mà đỉnh nhất. Đấy, cảm hình dung không ạ? Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói tiếp về phần cụm camera phía sau thì sao. Năm nay chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 50 chấm thay vì 12 chấm giống như thế cũ. Đấy, khẩu độ mở thì vẫn là f1.8 thôi, nhưng mà tiêu cự bây giờ thì sẽ ngắn hơn, đó là tiêu cự 24mm thay vì 26mm. Vậy nên là cái góc chụp nó sẽ rộng hơn một xíu so với cái sản phẩm cũ. Nó sẽ có cái camera tele bây giờ sẽ là 10 megapixel, khẩu độ f2.4, tiêu cự là 70mm và đây là tele 3x. Nó cũng sẽ có thêm một cái camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12 megapixel của độ f2.2, tiêu cự là 13mm. Như vậy là nó thay đổi về camera tele cũng như là thay đổi về cái cả camera chính, còn camera góc rộng thì nó vẫn như vậy thôi. Và mình hy vọng rằng là cái sự thay đổi về camera này nó sẽ mang tới cái chất lượng chụp ảnh tốt hơn cho cái sản phẩm Galaxy S22+ này. Tất nhiên chúng ta sẽ phải có những video test về camera thì chúng ta mới biết được. Chúng ta sẽ có đèn flash ở đây, logo Samsung. Đấy, cái phiên bản màu trắng này mình đang cầm trên tay này thì ít nhất cái phần cụm camera nó nối liền như này thì nó cũng sẽ tạo cho chúng ta cái hiệu ứng nó không kiểu như là bị sợ lỗ. Chứ còn đối với cả S2 Ultra ấy, cái phiên bản mà mặt lưng màu trắng mà để cái camera nó lồi hẳn ra bên ngoài thì với mình là một người sợ lỗ thì mình hơi sợ cái cảm giác đó. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần mặt trước thì sao. Các bạn có thể nhìn thấy là cái phần viền trên, viền hai bên cũng như là phần viền dưới làm tương đối mỏng và nó rất là đều nhau, nó không có phần nào mà quá dày hơn so với cả cái phần còn lại cả. Chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước bé hơn một tí so với thế hệ cũ. Màn hình này sẽ có kích thước là 6,6 inch thay vì 6,7 inch. Tấm nền thì vẫn như vậy thôi, đó là tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét là 120Hz, có HDR10+,
Tuy nhiên độ sáng thì đã được tăng lên khá là nhiều rồi. Độ sáng bây giờ là 1750 nits thay vì 1300 nits. Đấy, và khi mà ra ngoài trời nắng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái kiểu hiển thị nó sẽ tốt hơn. Đấy, và cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là khi mà ra ngoài trời nắng thì cái sản phẩm này theo công bố của Samsung, họ sẽ làm cho cái điểm ảnh nó không bị cháy, cũng như là giữ lại cái độ chi tiết nó cao hơn so với những sản phẩm khác khi mà ra ngoài trời nắng. Nhiều sản phẩm khác ấy, thì khi mà ra ngoài trời nắng nó sẽ bị mất chi tiết đi hơn. Nếu mà nó tăng lên độ sáng quá cao thì sản phẩm này nó sẽ không xảy ra điều đó. Và tất nhiên rồi, cái kính cường lực của nó được trang bị ở đây là kính cường lực Victus cộng, giống như ở đầu video mình đã nói đấy, là có loại kính xịn sò nhất bây giờ rồi. Và ở chính giữa này thì chúng ta sẽ có một cái camera selfie đục lỗ ở đây. Camera selfie này thì sẽ có độ phân giải là 10 chấm, cũng giống như là thế hệ cũ thôi. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp về phần hiệu năng thì sao. Hiệu năng sẽ là cái điểm mà mình nghĩ là điểm cộng rất là lớn của dòng này, khi mà cả 3 phiên bản chúng ta đều được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 luôn. Đấy, không bất chứa bất kỳ một cái phiên bản nào cả. Thì hiệu năng của nó về cơ bản là con chip là giống hệt sau 7S22 Ultra rồi, đúng nào. Và chắc chắn rồi, so với thế hệ cũ ở thị trường Việt Nam thì nó đã chạy con chip Snapdragon chứ không phải là con chip Exynos nữa. Đây là Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất trong thế giới Android bây giờ. Và rất là nhiều bạn nói rằng là ui dồi, Snapdragon 8 Gen 1 năm nay sợ nó nóng giống như là Mi 12, rồi là thà trang bị chip Exynos 2200 còn hơn. Tuy nhiên xin thưa các bạn, đó là nếu Samsung năm nay vẫn trang bị chip Exynos 2200 thì chắc chắn là anti-fan của Samsung, cũng như là kể cả fan của Samsung đi, người ta sẽ không thể chịu nổi nữa. Nên là bắt buộc năm nay Samsung phải trang bị chip Snapdragon. Và như thế là mình thấy là hợp lý. Còn RAM ROM của cái sản phẩm này thì nó sẽ là 8128 hoặc là 8256. Đấy, bộ nhớ trong thì sẽ là UFS 3.1, cũng đều là những cái thể đọc ghi bộ nhớ trong rất là tốt bây giờ rồi. Về phần camera ấy, thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi. Còn về pin thì đây là một cái sự cắt giảm đấy các bạn nhé. Pin bây giờ sẽ không còn là 4800 giống như là S21 cộng nữa, mà pin của S22 cộng bây giờ sẽ là 4500. Đấy, nhưng mà được cái là nó sẽ hỗ trợ sạc 45W. Đã khá lâu rồi thì sạc 45W mới quay trở lại như này. Còn về các yếu tố khác ví dụ như là kháng nước kháng bụi IP68 này, loa ngoài là loa kép này, kết hợp với cả công nghệ âm thanh Dolby Atmos đây thì vẫn có đây. Mình sẽ cho các bạn xem luôn Dolby Atmos ở đây luôn. Chúng ta sẽ kéo xuống như này, rất là đơn giản như này thôi. Hoàn tất này, ấn bật lên là xong. Nó có thể bật được với loa ngoài, nó sẽ có một cái loa ngoài phía dưới này với cả một cái loa ngoài chung luôn và phần loa thoại phía trên này nữa. Đấy. Ở phía các cạnh máy thì phía bên cạnh trái thì không có gì cả này. Cạnh phải sẽ có phím nguồn cũng như phím tăng giảm lượng. Vân tay đặt bên trong màn hình như các bạn nhé. Phía dưới này có cổng sạc Type-C rồi này. Còn về phần mềm ấy thì các bạn có thể thấy là nó cũng là những phiên bản phần mềm mới nhất bây giờ rồi. Đó là Android 12 này với cả One UI 4.1 luôn. Còn về SIM thì sao? Cái chiếc máy của chúng ta nó sẽ hỗ trợ 2 SIM và không hỗ trợ thẻ nhớ nhé các bạn nhé. Đấy, hỗ trợ 2 SIM luôn. Bình thường ấy, mọi năm thì chúng ta hay mua các cái phiên bản sách tay bởi vì để cho nó chạy chip Snapdragon ấy. Đấy, nhưng mà thường là những phiên bản sách tay thì nếu mà chạy chip Snapdragon rồi thì nó sẽ chỉ có một SIM thôi. Tất nhiên vẫn sẽ có những phiên bản chạy con chip Snapdragon và có 2 SIM, nhưng mà về Việt Nam thì nó ít lắm. Đấy. Nên là bây giờ hàng chính hãng chúng ta đã có thể mua được một chiếc điện thoại của Samsung này chạy chip Snapdragon 8 Gen 1 mà lại có 2 SIM nữa. Đấy, thì đấy là cái điều mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn thích thú ở cái thời điểm này. Đây, còn đây là cái giao diện camera của sản phẩm này đây. Đấy, đây, giao diện camera đây. Các bạn có thể nhìn thấy là đây là camera selfie. Đó, rất ổn đấy chứ, đúng nào. Đấy, nó sẽ crop lên như này. Đây là camera ở phía sau đây, chúng ta sẽ có các chế độ nhiều là 0.6x này, 1x, rồi là tele 3x cái thứ này. Đấy, cái này thực ra là chúng ta về chúng ta mò chúng ta sẽ ra hết thôi. Rồi, tổng kết lại thì cái S22 cộng mình nghĩ là cái điểm khác biệt lớn nhất của nó so với cả cái S21 cộng đấy là khác biệt về phần hiệu năng thôi. Chứ còn về form dáng thiết kế thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Cái màn hình thì được tinh chỉnh ở độ sáng. Cái camera thì có phần khác biệt thật đấy, pin thì bị cắt giảm, như được cái là sạc nhanh hơn, loa ngoài, loa kép kháng nước kháng bụi cái thứ thì nó vẫn như vậy thôi. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như này này, những ai đang sử dụng Galaxy S21 cộng, nếu chúng ta không có nhu cầu cần một chiếc điện thoại có hiệu năng rất cao thì hãy giữ lại S21 cộng để dùng. Còn nếu chúng ta thực sự có một cái nhu cầu có phải có một cái chiếc điện thoại hiệu năng phải cực cao thì hãy cân nhắc cái chiếc điện thoại này. Đấy, thì đấy là cái quan điểm của mình. Các bạn cảm thấy sao về S22 cộng? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và rất là cảm ơn hệ thống điện thoại ClickBuy đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin chi tiết về cái sản phẩm này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment của video. Đấy, còn cũng chia sẻ luôn các bạn, đấy là thời điểm hiện tại thì khi các bạn mua bộ 3 sản phẩm Galaxy S22 series năm nay, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều quà, hoặc nếu không lấy quà thì ClickBuy sẽ trừ đi rất nhiều tiền cho các bạn. Đấy, còn để muốn biết giá tốt nhất như nào, cứ click vào đường link xong sau đó liên hệ trực tiếp đến ClickBuy thỏa thuận với nhau là chúng ta sẽ có được mức giá tốt nhất thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.